giờ của em. Huyền hy vọng là mình sẽ có thể thực hiện nhiều cái mong muốn của Huyền, nhưng mà có thể là sẽ hơi khó, tại vì chương trình thì ngày càng có tiếng vang nhiều hơn và cái nhà đồng hành nhiều hơn và thêm nhiều thông tin hơn, cho nên đây là một cái thử thách rất là lớn với Huyền. Mà trước khi chương trình diễn ra thì Huyền đã có một đội nhà thực ra thì ở thời điểm hiện tại thì không còn đặt cái con số là cột mốc là 30.000 chỗ nữa, mà vì nghĩ là mình thay đổi cái cách dẫn mình làm sao mà cho nó một cách nó thoải mái, và bởi vì nó đã ăn xong vào trong mình rồi nên mình sẽ ghi nhớ vào những cái điểm khác. Và mình thấy ở thời điểm hiện tại có nhiều MC có cái khả năng ghi nhớ với như vậy, nên là mình lại đi một cái hướng nào đó nó lại khác biệt. Về cá nhân của mình thì vì sao lại chính phía sau thì một trong những cái điểm mà các bạn quốc tế rất là tò mò của Việt Nam đó là việc ngụy trang của Việt Nam bây giờ cực kỳ đa dạng. Đó, thì thực ra là mình không có hơi thở về bỏ công việc này. Mà bây giờ mình trở lại sân khấu thì mình lại cảm thấy những nguồn năng lượng nó lớn hơn. Và mình sẽ còn có nhiều vai trò, mặc dù khi lần mình xuất hiện vai trò mới thì chưa hẳn điều đó được công chúng đón nhận. Nhưng mà mình cảm thấy là mình nên trong cái này, và nhưng mà hai chị em cũng
là host của cái đêm chung kết ngày hôm đó, nhưng mà em không hiểu tại sao mà không có được người xem kỹ lục. Mặc dù có nhiều người nói là khi mà bị kết quả như vậy thì không ai muốn xem được, nhưng mà em không hiểu tại sao không có là 100 lên 4 ngàn người xem một lúc. Thì thực ra là em tập tin của em thì rất là ai nấy chị không gian, nhưng mà cô bị giam bảo mình sao mà như vậy, xem được tiền cảm thấy mình như thế nào. Vậy thì coi đi các bài ta trong quá trình làm việc. Dạ, nó vẫn là một cái bài học mà ekip mọi người phải làm việc với nhau chặt chẽ hơn để cái chuyện này nó xảy ra. Mình quay trở lại. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.